Quý khán giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us, cũng như tại Houston, Texas qua băng tần 27.7. Sư ngôn viên Bảo Khanh và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào quý vị. Và để mở đầu cho phần tin tức tổng hợp buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Nga không kích cảng Odessa làm 4 người tử vong. Hoa Kỳ sẽ cung cấp 522 triệu Mỹ kim để hỗ trợ cho hệ thống năng lượng của Ukraine. Cuộc đình công của các biên kịch Hollywood đạt được thỏa thuận. Tin từ Hawaii, người dân Lahaina có thể trở lại nhà cửa tìm đồ đạc sau trận hỏa hoạn chết chóc. Mưa lớn tại Guatemala khiến cho 6 người tử vong và 13 người mất tích. Và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên qua sự trình bày của sư ngôn viên Tuyết Nha. Nga đã không kích cảng Odessa làm 4 người tử vong, nhưng cuộc không kích của Nga đã giết chết 4 người tại Ukraine và gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng tại cảng Odessa, tại Biển Đen và những cơ sở lưu trữ ngũ cốc. Giới chức tại Ukraine ngày 25 tây tháng 9 đã cho biết, những cuộc tấn công này nằm trong chiến dịch không kích khiến cho Ukraine, vốn là nước sản xuất ngũ cốc quan trọng, khó xuất cảng hơn, từ khi Moscow từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc vào giữa tháng 7, vốn cho phép vận chuyển hàng hóa qua Biển Đen để đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Những cuộc tấn công của Nga tăng cường khi Kiev tiếp tục đẩy mạnh phản công ở phía Nam và phía Đông, vốn chỉ có bước tiến chậm chạp nhưng có thể được đẩy mạnh với việc chuyển giao xe tăng Abrams do Hoa Kỳ sản xuất mà Tổng thống Ukraine Zelensky đã từng công bố. Thêm một cuộc tấn công nữa vào Odessa là điều mà Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Srividenko chia sẻ. Cuộc tấn công này đã phá hủy những kho ngũ cốc gây thiệt hại đáng kể cho cảng biển. Còn Oleg Kiper, thống đốc của Odessa, đã nói những cơ sở bị tấn công có gần 1.000 tấn ngũ cốc và thi thể của hai người đàn ông được tìm thấy dưới đống đổ nát của nhà kho chứa ngũ cốc. Quân đội Ukraine đã nói 19 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất và 11 hỏa tiễn hành trình đã bị bắn hạ ngay trong đêm. Phần lớn trong số này nhắm bắn vào khu vực Odessa, còn những kho ngũ cốc bị phá hủy đã bị trúng hai hỏa tiễn siêu thanh. Và Hoa Kỳ sẽ cấp 522 triệu Mỹ kim để hỗ trợ cho hệ thống năng lượng của Ukraine. Ukraine và Hoa Kỳ đã ký một biên bản ghi nhớ là MOU, mà theo đó thì Kyiv sẽ nhận được tới 522 triệu Mỹ kim để tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng Ukraine. Đại sứ quán của Hoa Kỳ tại Ukraine đã cho biết, và Ukraine sẽ nhận được 422 triệu Mỹ kim là khoản hỗ trợ mới cho năng lượng và thêm 100 triệu Mỹ kim nữa tùy thuộc vào việc thực hiện một số biện pháp nhất định, bao gồm là cải cách, Đại sứ quán đã cho biết trong một thông báo vào ngày 24 tháng 9. Một trong những mục tiêu là giúp cho Ukraine khôi phục cơ sở hạ tầng trọng yếu sau các cuộc không kích của Nga vào các nhà máy điện và máy biến áp đã khiến cho hàng triệu người không có điện vào mùa đông năm ngoái. Ukraine cũng đã tiến hành sửa chữa rộng rãi kể từ đó, nhưng các quan chức của nước này đã cảnh báo về các cuộc tấn công mới trong một mùa đông sắp tới, và Nga sẽ đánh vào các cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine vào hồi tuần trước. Bản ghi nhớ cũng nhằm giúp cho Ukraine hướng tới một cải cách ngành năng lượng và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng cạnh tranh, phát thải thấp thích hợp với hệ thống của Liên minh châu Âu sau cuộc chiến với Nga, và Đại sứ quán của Hoa Kỳ đã cho biết như vậy. Cuộc đình công của các biên kịch Hollywood đã đạt được thỏa thuận. Những lãnh đạo công đoàn và những hãng phim Hollywood ngày 24 tháng 9 đạt được thỏa thuận tiềm năng chấm dứt đình công lịch sử của những nhà biên kịch sau gần 5 tháng, mặc dù chưa có thỏa thuận nào đang được đàm phán cho các diễn viên. Hội nhà văn Hoa Kỳ đã công bố thỏa thuận này trong một tuyên bố. Thỏa thuận hợp đồng 3 năm được chốt lại sau 5 ngày nối lại đàm phán không ngừng nghỉ cho Hội nhà văn Hoa Kỳ và Liên minh những hãng phim, các hãng phát hành online và những công ty sản xuất cần được hội đồng quản trị và thành viên của hội chấp thuận trước khi đình công chính thức kết thúc. Những điều khoản của thỏa thuận chưa được công bố ngay. Thỏa thuận tiềm tàng chấm dứt đình công lần trước của những nhà biên kịch hồi năm 2008 được hơn 90% thành viên chấp thuận. Theo kết quả thỏa thuận, những chương trình mỗi tối trên các đài truyền hình như The Tonight Show Starring Jimmy Fallon của NBC hay Jimmy Kimmel Live của ABC có thể được phát hình trở lại trong vài ngày. Nhưng trong khi những nhà biên kịch chuẩn bị mở lại công việc,
thì tình hình còn lâu mới có thể trở lại bình thường ở Hollywood như trước đây, vì đàm phán chưa được nối lại giữa các hãng phim và diễn viên vẫn đình công. Những thành viên của đoàn làm phim không có việc làm do đình công vẫn tiếp tục bị thất nghiệp. Và người dân Lahaina ở Hawaii có thể trở lại nhà cửa để tìm đồ đạc sau trận hỏa hoạn vừa qua. Từ ngay ngoài khu vực hỏa hoạn ở Lahaina, thì trên đảo Maui của bang Hawaii, bà Jess Clayton có thể nhìn thấy đống đổ nát của căn nhà thuê nơi bà đã sống trong 13 năm qua và nuôi ba đứa con. Còn rất ít những gì có thể nhận ra ngoài những lọ thủy tinh nằm ngoài cửa trước. Vào hôm ngày 25 tháng 9, các quan chức sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế vốn không cho tiếp cận khu vực, và bà Clayton cũng hy vọng là sẽ thu gom những chiếc lọ này và bất kỳ vật lưu niệm nào khác mà bà có thể tìm thấy. Tôi muốn được tự do ra vào chỗ đó để cảm nhận những gì đã xảy ra, bà đã chia sẻ. Và bất cứ những gì tôi có thể tìm thấy, ngay cả khi đó chỉ là những lọ thủy tinh, tôi vẫn mong gom được nó. Đó là một phần của ngôi nhà. Các nhà chức trách cũng sẽ bắt đầu cho phép cư dân và chủ sở hữu nhà đầu tiên trở lại nhà cửa của họ trong khu vực hỏa hoạn. Và nhiều người lần đầu tiên trở lại kể từ khi nhà đã bị phá hủy gần 7 tuần trước. Vào ngày 8 tháng 8, trong một vụ cháy rừng chết chóc nhất ở nước Hoa Kỳ hơn một thế kỷ qua. Tình hình mưa lớn tại Guatemala khiến 6 người chết, 13 người mất tích. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 9, nhà chức trách cho biết mưa lớn trong đêm khiến cho một con sông tại thủ đô Guatemala vỡ bờ, ít nhất 6 người thiệt mạng, 13 người mất tích. Cơ quan thảm họa quốc gia Guatemala là Conrad đã nói 6 ngôi nhà bị cuốn trôi sau khi con sông là Las Vacas chạy qua thành phố Guatemala tràn vào khu vực cách trung tâm thành phố 3 cây số về phía nam. Sergio Cabanas, người đứng đầu những hoạt động sở cứu hỏa thành phố, cho biết ít nhất 6 thi thể, một là của trẻ vị thành niên, còn 5 thi thể người lớn được tìm thấy, mặc dù các đội cấp cứu có thể cho biết là họ có thể tìm thấy nhiều hơn nữa. Theo điều phối viên quốc gia về giảm nhẹ thiên tai Conrad, ngay trước trận mưa vào tối Chủ nhật vừa qua, ít nhất 29 người thiệt mạng vì lũ lụt tại Guatemala trong mùa mưa này. Xin quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của đài truyền hình IBC TV. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 ngay sau phần các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình.